là Tamaki, em là người Nhật, em học tiếng Việt khoảng hai tháng rồi. Khi em bắt đầu học tiếng Việt, em không nói tiếng Việt gì hết, nhưng mà bây giờ em nghĩ em nói tiếng Việt một chút. Học tiếng Việt ở trường VLS rất vui và em rất thích. Em sống Việt Nam 2 tháng rồi và em sẽ ở Việt Nam 1 tháng nữa. Và em rất thích Việt Nam. Em thấy học tiếng Việt ở VLS rất vui. Các cô giáo nói dạy tiếng Việt rất giỏi và em có thể hiểu em rất thích các chị ấy ở trường VLS vì các chị ấy rất dễ thương. Nếu em học tiếng Việt lại, em muốn học tiếng Việt ở trường VLS. Chào mọi người.